Rồi, có một người hỏi là Việt Nam đang có ông nhà ngoại cảm Quân Minh của kênh triều đình. Ủa gì? Của kênh triều đình. À. Chứ sư phụ không kênh triều đình. Sư phụ có nghe không sư phụ? Rồi sao nữa? Thì chỉ hỏi là muốn muốn sư phụ nói về cái người đó cho họ biết để họ rõ sư phụ. Chắc chắn là giả. Sư phụ lo chuyện cho ổng không xong, hồn ai nấy dữ. Một mới thì ổng là ai chứ ổng đâu biết mà cần gì phải đi hỏi ổng, dù đâu có rảnh đâu mà đi biết giờ ổng làm cái gì. Ổng nói cái gì? Ổng đó là ai vậy? Con không biết thì chỉ Ông hỏi đó cũng là bên sư phụ dạ cũng hả? hơi ông đó cũng bên sư phụ, con có coi ổng một lần rồi. Cái Hey, người tên binh em là thì gác muốn nói nha, gì? binh binh cho đã rồi đưa lên vàng quả, cái lấy lửa đốt vàng quả. Thôi sợ đừng khen sư phụ, cũng đừng có chê, là sư phụ vui rồi. Đứa nào đừng khen đừng chê mà đừng ngưỡng mộ quá, chỉ theo cha theo mẹ theo cuốn kinh, ngưỡng mộ quá cái thành ra tình cảm cá nhân, lấy tình cảm đó thương đại đồng luôn đi, thương anh chị em cho nó vui hơn chứ thương mình chứ phụ làm gì, đó là kiểu là độc tài á. Đâu là thần thánh chứ đâu phải người phàm đâu. Anh nói này hơi ngã mạng xin lỗi, tôi chỉ là thiên tử con trời, ô Bồ Tát sống chứ. Hồi xưa đức thầy cũng bị chửi chứ giờ thời nay á, thì thụ tái sanh lại là một vị Bồ Tát sống thì nó là Bồ Tát sống thì là thiệt, chứ mình đâu có phải là ngã mạng đâu. Mà có nhiều người lên mấy kênh comment nói ồ thiên cơ bất khả lộ, ủa không lộ rồi sao cứu được mấy chục triệu người thời nay, cha cho lộ thì cứ lộ. Mà thời trước đây mấy năm trước sư phụ á, dữ như là dũng người ta mèo gió phân vậy đó, trồ lên trên núi á, người ta chửi thậm tệ. Có thằng cha kia là cộng đồng chỉ mặt sư phụ, mày á mày muốn mở cửa núi á kiệt, mày muốn mở cửa núi á mày phải hỏi qua tao. Ông vỗ ngực vậy, trời sư phụ là thiên tử mà nó chỉ là một con chuột thôi, nó đầu thai mà nó lại hung dữ với mình vậy. Cái mình nói sống tao không có làm gì mày đi, mày chết đi mày biết tay tao, tao bên kia tao là quái phong lắm, tao có nhiều binh tướng bắt mày là. Nhưng mà đó mình nghĩ qua cái ô chết cha, tôi xuống đây độ chúng sanh tôi đâu có được giận ai, cuối cùng cũng khấn cho con chuột đó, chỗ nó đầu thai lại nó dữ lắm, mấy con chuột cống. Cho nên là ở cái vị trí này là đường nào cũng bị thua hết. À, người ăn hiếp mình cũng khấn cho họ, còn người mà không ăn hiếp mình cũng khấn cho họ. Đó là nhiệm vụ kỳ này. Kỳ này nó có màn ba, nếu không có Hội Long Quai sư phụ không có ngồi đây, nếu không có Phong Thần Hai sư phụ không ngồi đây, nếu không có một cái cuộc tận thế tận diệt sàng lọc sư phụ không có ngồi đây, nếu không có chiến tranh bệnh tật thiên tai địa chấn sư phụ không có ngồi đây, nếu không có hàng triệu 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 người chết một cách rất là bất thường tôi cũng không có ngồi đây, nếu không có những cái chuyện biến đổi của cả một cái địa cầu này từ thời tiết cho tới nhân tâm của con người rất là hung dữ, sư phụ cũng không ngồi đây. Nước Việt Nam năm 1965 ba miền Bắc Trung Nam, ở ngoài Bắc thì B-52 nó bỏ miền Nam rồi đầm già cán gáo, nó xịt lửa xuống nó bắn xuống miền Trung thì xe tăng đại lộ kinh hoàng. Lúc đó cả nước Việt mấy chục triệu 50 triệu dân khấn lên trời ơi cứu con, đúng không, chạy giặc nè. Mỗi lần mà máy bay trên trời bắt đầu nó bay là ở dưới đây dân kêu gì, trời ơi cứu con. Miền Nam cũng vậy, đang gặt lúa đang cày lúa đang đập lúa vô bồ thấy đầm già gắn gáo chạy tới, trời ơi cứu con, lặn xuống đìa chốt đúng không. Thì lúc đó cha mới đạp sư phụ xuống một cái thì mới sanh ra đời. Không khấn sư phụ đâu có ngồi đây thiệt á, ở trên nói vậy. Bồ Tát ra đời phải đúng lúc đúng ngày đúng giờ, là vì chúng sanh cần thì sư phụ mới ngồi đây. Đến khi mà thương ngồi đây nói 5 năm thì cũng có mới ngồi đây nè, con muốn một lượt đó, hơi khó à nghe. Đó phải kiếm Khoa Lắc với Đàm Vĩnh Hưng đồ, nó kéo cả nước, nó kêu cả nước mặc áo vàng gõ mõ
có thể Đàm Nó Hưng nó làm được là cả nước sẽ nghe đó, cả Bắc Trọng cũng phải mặc áo vàng gõ mỏ luôn, tại vì nó thế lực mạnh mà. Sư phụ không có khả năng đó. Ô chỉ có thể gieo duyên một cách tự nhiên. Họ thiên chúng ta là tự mấy con á, có cảm nhận, có cảm giác, có trí tuệ, dùng trí tuệ để mà phân tách, để mà cho tốt linh hồn của mình, đời sống cũng vui vẻ, mạnh khỏe, đi cũng đi về đúng chỗ. Còn mấy ông quân quân vậy thì không có biết. Ông là ai? Thế nhưng mà nói chung lại, thù chứ nắm được cái ý. Ở ngoài kia, nó phải có trên 15 thiên tử giả, tức là Minh Dương giả, Thái tử giả, xuống trần. Đã có gần mấy chục năm rồi. Hiện giờ thì Thái tử thiệt mới xuất hiện gần đây. Ở ngoài kia ai cũng xưng là Phật Di Lạc, phải có 30 Phật Di Lạc giả, thì lúc đó đó Phật Di Lạc thiệt mới xuất hiện, Đức Thầy mới xuất hiện. Thì cái gì nó cũng là vậy hết. Thì cho nên ai ngoài kia xưng này xưng kia là cũng đều đúng, nhưng mà đúng theo cái ý của họ thôi, không có tránh nhanh. San Francisco có Cao Đức Toàn, nó cũng xưng là thiên tử đó, cũng có biết nhiều nghìn người theo á. Con kia ở kênh đi, Long Hoa Mật Tạng đó, chồng của ông Thảo mình đó là trong nhóm đó đó. Nó lên đây chửi cho phụ hoài, nó thiên tử là thầy của tao, mày không phải thiên tử hay là Phật. Con vô con kiếm đi, cái mà nhiều lắm, nhiều thiên tử lắm. Cộng sản nó khôn dựng trước, giống như nó làm cái dù sẵn vậy đó, khi mà bị máy bay bắn rớt không có dù đu. Còn cái dù này nó nghĩ là dù này dù dởm, dù này mới là dù thiệt, tấm nệm nè, hạ cánh an toàn là chỗ này. Nên nhiều người giả ngoài đó, sư phụ cũng không biết là giả thiệt nha, nhưng mà thời nay chuyện gì cũng thể xảy ra hết. Sư phụ, cái em David Trần nó hỏi là khi mình ngồi thiền tự nhiên có một dấu hiệu ở trán nó cứ sừng lên, có cảm giác như con mắt thứ ba, có phải không? Cứ tiếp tục, nhưng mà nó phải đừng có ngủ gục. Khi ngồi thiền, khi đọc kinh, biết bao nhiêu nghiệp, biết bao nhiêu chuyện lạ nó xảy ra, cho nên mỗi đứa đó, mỗi người đó, đều có một cái sự việc xảy ra khác nhau. Chứ không phải là người nào cũng giống nhau. Người buồn ngủ, người thì nóng nảy, có người thì lạnh, đủ kiểu hết. Nhưng mà kiểu nào cũng là thời gian đầu. Lý do tại sao nó xảy ra hiện tượng đó là vì nghiệp nằm ở trong cái lại gia thức của mình. Hồi kiếp trước á, mình làm lính của Bác Hồ đi, mình đem cha mẹ mình ra cải cách ruộng đất á, rồi cái mình chôn sống, mình để cái đầu lên, rồi có cho xe máy cài cán đứt cái đầu. Thì lúc đó đó mình hôm nay mình tái sanh lại, mình cũng có tội đúng không? Thì lúc đó cái đầu của mình nó bị nhức. Thì chỉ giới thí dụ là nó đều có lý do trong cái lại giải thích. Thì khi bắt đầu hôm nay á, hey, hồi xưa mày lái máy cài, mày nghe lệnh Hồ Chí Minh, mày cán đứt cái đầu phải không? Hôm nay á, làm sao mày xóa nợ lẹ được? Tao phải báo cho mày, tao phải đòi nợ. Ông Trường Chinh, sư phụ nói ông Trường Chinh. Trường Chinh á, thì ông cũng bị á, cho nên ông tét từ trên lầu xuống nát cái đầu á. Con coi đi, ông cũng chết rồi. Cái gì nó cũng có quả báo. Ở trên đời này á, con đổ qua ly nước chút xíu cũng có quả báo. Chú huống hồ với con làm mấy cái chuyện khủng khiếp mà không có gặp quả báo. Con có thấy bất cứ cái thằng giàu nào, mafia nào, drug dealer nào, những ông lãnh đạo của Việt Nam sân trước sân sau, hay những ông dữ dằn á, có ông nào mà cuối cùng cái tuổi già sung sướng không? Con tìm ra người về chỉ sư phụ coi. Có quả báo mà. Thì cho nên khi ngồi thiền, khi đọc kinh, những cái hiện tượng lạ sẽ xảy ra rất là nhiều. Khi mình muốn trả nợ mà trả ốp một cái một, nó không có chịu, thì mình phải sám hối, mình xin nó.
mình xin cái nghiệp đó thì mình từ từ mà cũng may là nó hiện lên những cái triệu chứng này. Còn nếu mà nó không có ngồi thiền, nó không có, tại ngồi thiền là cái khi mình ngồi im chỗ mình không có tạo nghiệp, tại mình nín thinh thôi, mình đâu có nhúc nhích đâu. Nhúc nhích là có thể tạo nghiệp, tại đạp con kiến là có thể tạo nghiệp, chứ ngồi thiền là không có tội. Và đồng thời mình trở về cái chủ nhân của mình, là cái chân không của mình, cái tánh linh của mình, thì nghiệp nó đổ mà đổ chậm. Còn nếu không ngồi thiền á, lúc nó sẽ xảy ra những cái chuyện chết luôn á. Có thể là những người chết yểu đó là do nghiệp nó đổ. Còn khi mà lớn lên mà biết tu mà chưa đến lúc mà nghiệp đổ á, thì nó đỡ lại. Thay vì bữa đó mình ra đường mình đụng xe chết, thì giờ bữa nay mình đụng chỉ bởi cái fender, cái mũi thôi. Bảo hiểm nó cũng thường, cũng là đụng. Cho nên người mà biết lên núi, biết cầm cuốn kinh Thiên Tâm, biết cha mẹ sớm ngày nào, nó thay đổi cái vận mệnh mình lẹ chừng đó, cực kỳ. Nó cũng giống như là một người ở Việt Nam chưa biết nghĩ mình tương lai mù mịt như thế nào, tự nhiên cái con người ở Mỹ về bảo lãnh mình đi qua Mỹ, cái làm giấy tờ cho mình qua Mỹ, cái mình được lãnh sự quán của Mỹ approve cho mình qua Mỹ, thì mình qua Mỹ tương lai thênh thang đúng không, mở một tiệm nail, mở 10 tiệm nail. Còn Việt Nam á, mình đang nói mấy cô gái đi, ồ chết cha, tôi lên Sài Gòn mở làm cho quán karaoke cũng đóng cửa hết hể, mà tôi lên làm bồ theo hợp đồng á, theo tháng theo năm được, cũng không có đại gia Việt Kiều về nữa, cũng ế, không biết làm gì để mà nuôi gia đình ở dưới quê. Rồi đi qua bên Đài Loan á, mà để mà sanh giùm á, cũng không biết ông già nào chịu để cho mình sanh giùm nữa. Tức là mình nghĩ tương lai mù mịt, mà tự nhiên có anh kỹ sư đẹp trai về hiền lành, phải không, họ Thiên đúng không, họ Thiên là theo cho phụ là phải hiền phải không. Mà cũng phải cái kiểu như sư phụ nữa, cũng phải biết lái tàu, biết đời đúng không, cũng phải kỹ sư rồi mà chế di mạch rồi khoái, bắt đầu tướng cũng ngon lành nữa đi, là bắt đầu làm giấy bảo lãnh là được qua Mỹ. Thì đó là cái sự khác biệt là vậy, thay đổi cuộc đời hả. Có mà, trời ơi, hội Thiên Hải nè, bữa nay Hải thầy sư nó mở thêm cái tiệm sửa xe, con thấy không, nó mở cái đó một tháng nó có thể dễ dàng làm cả 100,000 đó con, đừng coi thường Hải mình, Hải kia mình á, trời ơi, sửa xe nhiều chiếc vô nó quất 5,000 như chơi, mở sửa 10 chiếc thử. Ừ, cũng đang độc thân. Chết cha, trên mạng rồi đó là tôi kiếm Hải. À còn hữu tính của mình nữa, trời, đang độc thân, hữu tính đẹp trai nè, thông minh nè, phải không, chủ nữa, nó ở cái nhà nó bự khổng lồ, có một mình nó, con nó cần có người dọn dẹp nấu cơm. Chết cha, nói ô nhiều nhân tài lắm, nó hỏi tiếng mình. Bạn muốn hẹn hò với chị hả? Bạn muốn hẹn hò với chị, chương trình bạn muốn để nò. Sư phụ, có người Tảo Sang Phú hỏi là Trung Quốc có mặt trời nhân tạo thành công, ngài có biết không? Ồ, quỷ mà. Nó xuống đây nó chặn 14 cái đập thượng nguồn để cho đồng bằng sông Cửu Long mình hôm nay không có thu nhập lúa gạo để nó diệt chủng nhân mình. Nó cứ nghĩ là nó thế thiên hành đạo, nó lấy một tay nó che ông trời. Đó là tâm của ma quỷ nó như vậy. Nhưng mà con nghĩ đâu phải là dễ đâu. Không bao giờ nhân tạo mà làm che mặt trời hay nhân tạo làm mây giả đồ, mấy cái đó không có. Rồi cũng có một câu hỏi của cái người đó luôn đó. Sư phụ nói là Trung Quốc có rồng có cánh hay khủng long đã nghiên cứu thành công, bác sĩ bị cắn đang bị theo dõi điều trị tích cực với nồng độ cao nhất của khủng long, thưa ngài Thiên Tuấn Kiệt xử lý ra sao? Nghe nói sẽ nhân rộng mô hình ra thành quân đội khủng long, nếu khủng long có lửa thì sẽ tiêu diệt nhân loại rồi. Yeah, nó làm để cho mấy cái thằng đó hỏi tên gì? Tên là
Bảo sang. Này chắc cỡ 12, 13 tuổi. Ở lại cho Bảo Sang sợ quá, kêu ba Bảo Sang bán nước Trung Cộng vô rồi. Để khủng long đừng có tấn công vào Việt Nam. Tại vì nó đưa hang khủng long nó để nó dặm nát Hà Nội, dặm... Đúng là khùng. Nói vậy ở một cái chế độ mà cái trí thức nó thấp á, trời ơi mình khó dạy là vậy. Ở Mỹ này đã khó rồi đúng không? Mà ở Việt Nam mà con mà dạy nó hiểu sư phụ nói tiếng gì là càng khó. Sư phụ chỉ biết vậy nghe con, nó tên gì quên là Bảo Sang. Bảo Sang. Sư phụ chỉ biết nhận mày đệ tử luôn á. Sau này Bảo Sang gán giỏi lên để mà tiếp cận với người UFO. Tại vì người UFO sau này nó sẽ sống chung với nhân loại chúng ta. Nó sẽ là những đàn anh dạy cho chúng ta một cái kỹ thuật mới để đưa cái trái đất này đến thanh bình. Hiện bây giờ là ai chế vũ khí giỏi là người đó bu lì ăn hiếp nước khác đúng không? Rồi ai có vũ khí hạt nhân là người đó đi hăm dọa nước khác như kiểu Nga rồi này nọ. Sau này sẽ không còn cái đó. Thằng dế vô nó chế ra một loại một. Có nghĩa là những cái gì mà kích động bằng lửa đó sẽ không hoạt động được. Mà con nghĩ trên thế giới này bất cứ gì á, F-35 hay là đại thất hạm đội hay là hỏa tiễn tầm xa hay bất cứ gì cũng đều là lửa. Thì sau này con người chúng ta sẽ sống thanh bình là nhờ có những cái khôn ở một cái xứ xa đưa đến. Nó có những chuyện rất là hay khi mà thời vàng kim á. Mà cái vấn đề là hôm nay chúng ta có phước để bước qua cái thời kỳ đó hay không? Hay là chúng ta cứ còn hiện bây giờ bữa nay Nga còn bày đặt. Sư phụ nói rồi, bữa hổm là hăm dọa đánh cái gì, cái thành phố cái gì, Bunat hả? Cái gì hiện giờ kêu là gì ta? Thành phố gì mà đánh bữa giờ đánh. Nhiều lắm cơ cướp rồi. Bunat gì đó, mà đánh không xong á, rút lại á. Sư phụ nói cho mày đánh hoài đi nữa, cũng không giờ thắng. Tao đã khấn rồi, làm sao mày thắng được? Ở núi Thiên Long Sơn mình đã khấn rồi. Cho nên dầu cho nó đánh nó làm kiểu gì đi nữa. Bây giờ Trung Cộng có đưa máy bay, đưa xe tăng, đưa cái gì qua, thằng Nga cũng vẫn thua. Giữa khác biệt, giữa con người, trí tuệ con người và trí tuệ của bề trên nó khác nhau dữ lắm. Huống hồ chi làm mây giả, làm mặt trời giả. Đó là ma quỷ nó mới nghĩ ra mấy cái đó. Sau này, chỉ nói về mặt hai thách. Sau này khoa học với tâm linh đi song song. Về tâm linh á, những đứa con họ Thiên sau này ngồi nhập định sẽ nhìn thấy được chư Thiên đi đầy sân này và có thể nói chuyện qua được. Cũng giống như kiểu sư phụ bữa giờ nói trên mạng. Nhân loại không có cuốn sách nào có. Làm gì mấy ông thầy biết là Phật Thích Ca có một cái tên là Diệu Nhãn. Đúng không? 1,000,000% là thiệt. Làm gì biết ở ngoài xa kia 8 tỷ ánh sáng có một cái thằng Kiệt đang hoạt động ở bển, đang để mà làm cho cái trái đất đó, trái đất lớn hơn trái đất này gấp 80 lần. Nó có khoảng 50 mấy tỷ dân. Chú Phụ cũng đang là một người bên kia. Nhưng mà cái thân người á thì hình thù con lằn thằng lằn á. Lý do thằng lằn là gì? Cái vỏ trái đất của nó với cái không khí của nó cần có một cái lớp da cứng và cần phải lanh lẹ. Chứ mà đi bộ kiểu này chút xíu đi có mấy mai thôi là mình thở muốn chết. Không có chuyện đó. Nó tùy theo mỗi cái thành tinh. Sư phụ phải đầu thai vô thành tinh đó phải giống cái người đó. Nhưng mà cái cốt lõi vẫn là cái chiếc thân nó đầu thai vô để nó giáo hóa cái dân chúng ở đó. Cái này kinh điển đâu có nó biết mấy vụ này. Nó là thiệt luôn á. Sư phụ, cái câu cuối cùng cái này không phải câu hỏi mà con trên nước. Có cái anh này tên là Trần Viên Anh. Tôi rất hạnh phúc khi được sư phụ vẽ trên trán. Về đến nhà tôi không để ý, nhưng sáng mai thức dậy tôi phát hiện trên trán có hình vuông. Và bây giờ hơn 2 tháng mà dấu ấn vẫn còn. Cái đó có thiệt không sư phụ? Thiệt chứ. Mà những đứa lúc mà sư phụ nhảy dù xuống, lúc mà nước Việt khấn về trời,
Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi, thì cha mới đạp sư phụ xuống. Đúng không? Khấn thì cha mới làm, thì chúng sanh cần thì cha cho. Thì lúc đó xuống, thì nó cũng là một những chư thiên ở trên trển. Trời ơi, thầy tôi xuống, tôi phải nhảy theo. Thì nhảy theo đến lúc mà năm 2014 rồi mua cái núi này nè. Ở trên mới về nói. Sau này sẽ quy tụ lại hết cái đám nhảy dù mà lạc tùm lum á. Lạc ở Iowa, lạc ở Houston, lạc tùm lum hết. Thì mới quy tụ về đây, mới lập lại một cái, những người gọi là cái sứ mệnh. Thì những đứa đó, đó nó có sứ mệnh mà lâu nay nó quên. Thì đụng cái ngón tay này vô á, là cái thiên ấn nó có. Thiên ấn chúng ta, những người nào có chân mệnh cao á, đều có. Nhưng mà nó là ấn loại ấn gì nha, ấn quan quyện hay là ấn vua khác nha. Hộ lẫn vua có mấy ông rộng đây nè. Cái đó có đó. Sau 2 tháng rồi. Hả? Em nói là sau 2 tháng rồi bọn thầy. À có. Nhưng mà phải tu tập tiếp tục. Chứ xuống đây đâu phải ai cũng nhớ hết. Sẽ quên, sẽ đi lạc đường hết. Ok, xong chưa? Rồi, con hết câu hỏi rồi, không biết có ai hỏi gì không? Còn có câu hỏi. Không có lớn. Cái máy này không có xài được. Rồi cái đó cũng hết xài được luôn. À, lúc thiền mà nếu mà mình thấy được ánh sáng màu hồng thì đó là hiện tượng gì hả sư phụ? Đó là hiện tượng con biết Phật Pháp nhiệm màu. Ngồi thiền sẽ thay đổi từ cực ác trở thành cực thiện, đó là vậy. Còn không tin đó, một người, một cái thằng mà ăn cướp đưa vô nhà băng, mà nếu mà con đủ ba can đảm, con vô con không sợ nó giết con, con nói mày calm down, mày xuống đây, tao với mày hai đứa ngồi hai bên, cái nếu mà nó nghe lời ha, rồi cái con để tay kia nó bắt ấn tam muội, mày để thẳng lưng mày. Mày hít vô một hơi thở, mày nhả ra hơi thở. Con làm được vậy là bảo đảm nó sẽ đưa tay nó cầm. Thôi tao xin lỗi, tại nãy tao ngu, tao mới dí súng vô tao cướp nhà băng, hôm nay tao ngộ rồi, tao không cướp. Nó sẽ thay liền à. Thì ngồi thiền nó có cái màu nhiệm đó. Nó sẽ làm cho mình thay đổi được cái vận mệnh của mình từ cực ác thành cực thiện. Nhưng ngược lại, có những con người từ có cái chân mệnh rất là tốt, gọi là thiện, nhưng mà đến một lúc đổi thành cực ác, xuống địa ngục ngay. Có nữa. Thì lúc đó nó không có theo cái chứng, cái phong thủy, cái chân mệnh của mình. Nhất mệnh, nhì số, ba phong thủy, tư học vấn, thứ năm học vấn, tức là trong năm thứ mà xưa sư phụ hay nói đó, nó sẽ không còn đi theo cái đó nữa. Nếu một người cực thiện và cực ác, nếu mà thay đổi cái tánh lẹ đó, ok, xong chưa? Rồi, tạm biệt, bye bye. Cảm ơn sư phụ. Phải về ngồi từ sáng tới chiều rồi. Ok, bye bye, phải đi về nha, phải chở sư mẫu đi ăn tối. Rồi, bye bye.